con phải như này đúng không? Giống nhau mà đúng không? Quy màu này có màu vàng mà vàng màu này. Frisogun mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. Và đó lại là một yêu cầu dễ thương nữa của mùa xuân nhỏ này. Đây, cho em mượn màu xanh. Không cho là màu. Đâu, đánh màu nào trước? Màu xanh. Đây, màu xanh trước đúng không? Màu hồng xấu. Màu hồng xinh chứ. Màu hồng xấu. Nào, cô đánh trước màu xanh này. Xong. Wow, quý cầu vồng mà. Đây, cầu vồng thì phải xong màu này mình đến màu khác. Đây, xanh, xong rồi đến tím. Đúng không? Hay là đến hồng, xanh đến hồng rồi. Xanh đến hồng, đến hồng. Đây là hồng à? Rồi, xòe tay ra nào. Mino đừng nghịch nhá. Sơn bị xiên xẹo đấy. Sau màu hồng là đến màu gì? Màu này. À, thế là thành 7 sắc cầu vồng. Ok, đứng bên này. Mino. Nhờ. Con phải như này. Đúng không? Giống nhau mà. Đúng không? Quy màu này có màu vàng mà. Vàng màu ngón này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thermatong Energy. Màu xanh đúng không? Xem màu xanh đấy có bị ấy không? Màu tô lại chưa? Màu vàng là màu ngón này. Được chưa? Tô lên nó bị đậm. Đấy. Sau đấy đến màu gì cuối cùng? Cái gì nhỉ? Tiếp tục là màu gì? Con chả biết á. Màu này là màu gì đã nào? Màu tím. Đúng rồi. Yeah. Xong rồi. Xong rồi. Tôi cảm ơn bố. Vô. Không nghịch đâu. Bình thường ở nhà ba bố con mà có mẹ thì cũng cơ bản thôi, cũng có những cái trò chơi cơ bản với nhau thôi. Đấy, mình không chủ động, mình tự nghĩ ra những cái trò để mình tương tác với con. Nhưng mà kiểu thông qua chương trình thì mình cũng định hình được trong đầu mình là mình nên có những cái sự thay đổi.